Hello, chào các em lớp 8 thân mến. Ngày hôm nay chúng ta cùng học bài 1 các em nhé. Unit 1, My Friends. Bài 1, Bạn bè của tôi. Getting started. Trong phần này, các em sẽ cùng nhau mô tả những nhóm bạn và các hoạt động yêu thích của họ nhé. Các em hãy quan sát bức tranh cho cô nào. Ở bức tranh A, các bạn đang chơi bóng đá đúng chưa nào? Ở bức tranh B, các bạn ấy đang đọc sách. Bức tranh C, hai bạn nam đang chơi cờ. Và bức tranh D, các bạn đang chơi bóng chuyền. Như vậy, tương ứng với các bức tranh, chúng ta sẽ có đáp án là A. There are three boys in first group. They are playing soccer. Có ba bạn nam trong nhóm đầu tiên và họ đang chơi bóng đá. B. There are three girls in the second group. They are studying. Có ba bạn nữ trong nhóm thứ hai và họ đang học. C. There are two boys in the third group. They are playing chess. Có hai bạn nam ở trong nhóm thứ ba và họ đang đánh cờ. Ở đây là two các em nhé. T-W-O. D. There are four girls in the fourth group. They are playing volleyball. Có bốn bạn nữ ở trong nhóm thứ tư và họ đang chơi bóng chuyền. Chúng ta cùng chuyển sang Listen and Read, phần nghe và đọc. Trước khi nghe và đọc, cô cung cấp cho các em một số từ vựng nhé. Ta có những từ sau đây. Describe. Describe. Nhấn âm tiết số 2, động từ mô tả. Description. Description. Nhấn âm tiết số 2, danh từ sự mô tả. Descriptive. Descriptive. Tính từ, mô tả, diễn tả. Seem. Seem. Động từ, có vẻ như, dường như. Seeming. Chúng ta có tính từ của seem là seeming. Seemingly. Seemingly là trạng từ. Receive. Receive. Nhấn âm tiết số 2, động từ, nhận. Receiver. Receiver. Nhấn âm tiết số 2, danh từ, người nhận. Receivable. Receivable. Nhấn âm tiết số 2, tính từ có thể nhận, đáng nhận. Friend. Friend, động từ giúp đỡ, đối xử như bạn. Friend. Friend, danh từ bạn bè. Friendship. Friendship, danh từ tình hữu nghị, tình bạn bè. Friendly. Friendly, tính từ thân thiện, hiếu khách. Neighbor. Neighbor, nhấn âm tiết số 1, danh từ người hàng xóm. Neighbor. Các em có thể ghi là neighbor như thế này cũng được nhé. Neighborhood. Neighborhood, danh từ láng giềng. Neighboring. Neighboring, tính từ láng giềng lân cận. Next door cũng có nghĩa là bên cạnh, kế bên. Smile. Smile, động từ mỉm cười. Smile. Smile, danh từ nụ cười. Smiling. Smiling, tính từ tươi cười, hớn hở. Enough. Enough, danh từ sự đủ dùng. Enough. Enough, tính từ đủ, khá. Enough. Và trạng từ cũng có nghĩa là đủ, khá. Beautify. Beautify, nhấn âm tiết số 1. Chúng ta đọc là beautify các em nhé. Động từ làm đẹp. Beauty. Beauty là danh từ, có nghĩa là vẻ đẹp, người đẹp. Beautiful. Beautiful, tính từ đẹp. Beautifully. Beautifully, trạng từ đẹp hay hoặc là tốt. Chúng ta cùng vào bài nhé. Đây là cuộc đối thoại giữa bạn Hoa và bạn Lan. Cô mời các em cùng nghe nhé. Hello Lan. Hi Hoa. You seem happy. I am. I received the letter from my friend Ning today. Do I know her? I don't think so. She was my next door neighbor in Hue. What does she look like? Oh, she's beautiful. Here is her photograph. What a lovely smile. Was she your classmate? Oh no, she wasn't old enough to be in my class. How old is she? 12. She's going to visit me. She'll be here at Christmas. Would you like to meet her? I'd love to. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại và dịch nhé. Hello, Lan. Chào Lan. Hi, Hoa. You seem happy. Chào Hoa, bạn có vẻ như là vui. I am, đúng vậy. I received a letter from my friend Nien today.
Mình nhận một lá thư từ người bạn của mình là Niên ngày hôm nay. Chúng ta có cụm từ receive a letter, nhận một lá thư. Do I know her? Mình có biết bạn ấy không? I don't think so. Mình không nghĩ vậy. She was my next door neighbor in Huế. Cô ấy là người hàng xóm bên cạnh ở Huế. What does she look like? Cô ấy trông như thế nào? Oh, she's beautiful. Oh, cô ấy thì đẹp. Here is her photograph. Đây là bức hình của cô ấy. What a lovely smile. Was she your classmate? Oh, thật là một nụ cười dễ thương. Cô ấy có cùng lớp với bạn không? Oh no, she wasn't old enough to be my class. Oh không, cô ấy không đủ tuổi để là một người trong lớp của mình. How old is she? Cô ấy bao nhiêu tuổi? 12. 12. She's going to visit me. Cô ấy sẽ đi thăm mình. She will be here at Christmas. Cô ấy sẽ ở đây vào dịp Giáng sinh. Would you like to meet her? Bạn có muốn gặp cô ấy không? I'd love to. Có. One, practice the dialogue with the partner. Hãy thực hành đoạn hội thoại cùng với bạn của mình. Two, answer the following questions. Hai, hãy trả lời các câu hỏi sau đây. A, where does Niên live? Bạn Niên. Where là ở đâu? Live là sống. Bạn Niên sống ở đâu? Chúng ta trả lời Niên lives in Huế. Bạn Niên sống ở Huế, đúng chứ nào? Động từ live, các em nhớ thêm sờ vào nhé. B. Does Lan know Niên? Bạn Lan có biết bạn Niên không? Câu hỏi bắt đầu bằng does. Chúng ta trả lời là yes hoặc no. No, Lan does not know Niên. Không, bạn Lan không biết bạn Niên. Hoặc các em cũng có thể trả lời no, she doesn't. Cũng được các em nhé. C. Which sentence tell you that Hoa is older than Niên? Câu nào nói với em rằng bạn Hoa thì lớn tuổi hơn bạn Niên? Chúng ta có câu she wasn't old enough to be my class. D. When is Niên going to visit Hoa? Khi nào thì bạn Niên sẽ thăm bạn Hoa? Chúng ta trả lời Niên is going to visit Hoa at Christmas. Bạn Niên sẽ đi thăm bạn Hoa vào dịp Giáng sinh. Bài của chúng ta sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các em trong phần speaking nhé. Goodbye.